Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với cái kênh của Nguyễn mình. Thì hôm nay mình sẽ quay cho bạn xem ba chiếc S và đặc biệt một em cọp Drag. À, bây giờ mình sẽ quay từ chiếc cho bạn xem nha. Em này là đời hai mươi mấy mình cũng không rõ nữa, nhưng mà xe bao giấy tờ nha các bạn. 30 triệu. Visa nhẹ nhàng. Giao trên ru nha các bạn, thắng ok. Mình soi cái biển cái số km cho bạn xem. 36.370 cây. 36.370 cây này nha các bạn. Đó. Đây là chiếc 135 đời từ 11 đến 24, nhưng đời chiếc này mình không biết đời nào nha các bạn. Xe còn rất đẹp. Đây. Mâm rất đẹp, không một vết trầy nha các bạn. Vỏ xịn nha, vỏ này vỏ nhìn rất ngầu luôn. Vỏ nó hiệu gì vậy? Để mình soi ra. Hôm nay mình không rõ lắm nữa. Domina gì mà vỏ còn mới nha các bạn, vỏ còn rất mới, gai còn nguyên luôn nè, bạn thấy không ạ? Gai còn nguyên luôn nè, vỏ gai còn rất là dày luôn. Rồi để mình xem ba xe rã máy chưa nha. Wow, xe này chưa bung máy luôn á các bạn ơi, bên đây chưa bung nè. Mà đầu lòng mình như thế nào mình không có coi kỹ được. Lốp này là chưa bung nè ha. Nhông vẽ sao nó hơi sát tí. Vỏ sau mới cáo luôn. Ồ quá đẹp luôn. Niền không một vết xước luôn các bạn. Quá bóng quá đẹp. Còn vẽ để lâu nó sát. Mình coi kỹ coi. Hình như xe chưa bung các bạn ơi. 30 triệu một em bao giấy tờ nha. Đó. Và đây là một em Spark. Em này là của Việt Nam thôi, tên em Spark thôi nha các bạn. Pizza em này hơi cứng ha, chắc kiểu giò dày á, này hơi cứng. 12.000 gì? 1.000. 12.556 cây. Có thể là em này bị làm một vòng đồng hồ nữa rồi. Cầm mở rum nha các bạn. Cầm mở rum nè. Niền bóng bẫy đẹp nha. Ở bên trong nè các bạn. Để lâu rồi nó cũ nó sát tí ha. Em này thì máy bung rồi các bạn ơi. Em này máy bung rồi ha. Đây. Bánh sau cũng quá tốt luôn. Quá đẹp các bạn. 30 triệu bao giấy luôn nha. Đó. Khó quay quá các bạn. Em này có đi một cái ống hơi cho nó nhẹ xe nè ha. Ống hơi nghe lỏng nhất thì nhẹ xe. Đây một em Spark luôn nữa. Em đẹp rồi, em đẹp Spark thôi các bạn. Mười lăm nghìn không trăm tám mươi sáu cây. Em này thì dàn áo dành nó không trơn tru như những cái dàn áo hai em kia. Mà bù lại thì cũng thì chân cũng khá đẹp. Cam vàng, bánh này niền xịn nha các bạn. Niền này là bánh coi niền cái nha. Niền này không phải niền riêng rồi, nhưng mà mình nhìn cái nước sơn si của nó đó. Nhìn là cái loại một đó các bạn. Chứ không phải là niền riêng. Ha. Máy thì bung luôn rồi các bạn ơi. Máy bung rồi ha. Bên sau nè. Có số rồi. Đông Phương. Đó, em này đẹp trời mấy ra. 10 quá. Đi ra tuyệt đỉnh. Nhẹ re luôn. Nhân vật chính của mình muốn nói đây. Drag hay thì. Em này hay thì nha các bạn. Đây. Bộ cổ nè, trời ơi. Tay ga dữ dằn. Quá đỉnh. Bánh quá nhỏ luôn, ra xe cho nó nhẹ đó các bạn. Em mới gọi thông số coi. 45, 90, 17. Trời ơi, nó nhỏ. Đây. Xe này chỉ có nước để đi bão đua thôi, chứ không có chạy đường trường được rồi. Đấy, bình xăng này các bạn. Bình xăng nhìn không đẹp cho lắm ha. Máy này của Suzuki. Không biết máy này là của chiếc nào nữa. Mà cái sườn này là sườn của
mình nhìn không làm mà sườn cũng quay nha các bạn ơi, sườn cũng quay á, nhìn không làm mà sườn cũng quay nha các bạn, máy hay thầy, sườn này cũng quay, góc này của ẹt các bạn, ẹt 135 nè, bộ án em hay thầy, đó, chỉ dần chưa, bên sau cũng khá nhỏ luôn. Ồ, sao cứng nhắc gì, kẹt số các bạn ơi. Bên sau thông số của nó là 50, 80, 17, còn trước là 45, 90, 17. Xe này chỉ để 201 mét. Hay thầy nha các bạn, máy này như máy quân xù, cái này quân xù các bạn ơi. Rồi rồi, vừa rồi mình có quay 4 chiếc cho bạn xem, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn nhớ đăng ký để cập nhật những video mới nha. Rồi, bye, chào các bạn nha.